Trước tiên, chúng ta xác định chiều ngang của mảnh đất hoặc ngôi nhà. Ví dụ này, mảnh đất chiều ngang 9 mét. Nếu không có thước, ta đếm bằng bước chân. Ví dụ mảnh đất này 11 bước chân, chia đôi là 5 bước rưỡi. Ta đứng ngay vị trí chính giữa để lấy tọa độ. Các bạn nên quan sát xung quanh, không nên có nhiều vật kim loại lớn, tránh gây nhiễu từ trường. Nếu có, ta bước ra thử 2-3 bước chân nữa. Tính từ cửa mảnh đất hoặc ngôi nhà, ta bước khoảng 3-5 bước chân. Các bạn có thể dùng app la bàn trên điện thoại hoặc là dùng la kinh. Trên la kinh, ta xoay kim màu đỏ đến cực bắc, tức 0 độ. Tốt nhất ta nên lấy tọa độ vào ban ngày, vào nhiều buổi và trời không nên có mưa. Tránh trời mưa và xung quanh quá nhiều vật kim loại như xe cộ, sắt thép. Khải Toàn rất cảm ơn anh chị đã mở lòng mời cúng động thổ. Khải Toàn hướng dẫn sơ lại cách lấy tọa độ của một ngôi nhà. Đầu tiên, ta xác định được hình thể của ngôi nhà của mình. Ví dụ nhóm A, ta có những ngôi nhà vuông vắn, tức là không bị thiếu góc. Nếu ở hình A1, giữa của ngôi nhà 5m là 2,5m. Hình A2, chiều ngang ngôi nhà 10m, ở giữa là 5m. Tương tự như hình A3. Nhóm B, ta có nhà bị thiếu góc. Ví dụ, hình B1, phía trước là 4m, phía sau là 6m, vẫn tính tổng của chiều ngang là 6m, tức là giữa ngôi nhà này là 3m. Với hình B2 cũng tương tự, ta phải vẽ chu vi của nhà thành vuông góc. Nhà thiếu góc không phải là nhà tốt. Nhóm C cũng tương tự như nhóm B, nhà bị xéo, bị xiên, không phải là nhà vuông vắn. Xác định được chiều ngang của ngôi nhà, ta đứng giữa ngôi nhà. Đây là hình ví dụ. Ví dụ chiều ngang của nơi này là 30m, ở giữa là 15m. Từ cửa ra đến bên ngoài, ta đứng từ 3-5 bước chân để lấy tọa độ. Đơn giản, ta có thể dùng la bàn trên điện thoại. Ví dụ, ta đứng ngay ngắn, xung quanh không nên có vật nhiều kim loại, ví dụ như xe cộ, để tránh gây nhiễu từ trường. La bàn đặt thẳng, ta chụp lại màn hình là ta có tọa độ. Đơn giản hơn, ta có thể dùng app la bàn. Trên app la bàn, ta có 24 sơn hướng. Nếu ngôi nhà rớt vào 12 sơn là những con giáp, thường là quẻ tốt. Tuy nhiên, tọa độ không nên cấn giữa hai hướng. Ví dụ ở đây, 290 độ là cấn giữa hướng Tây và Tây Bắc, sẽ phạm không vong, được gọi là xuất quái. Đứng giữa ngôi nhà, từ trong ra ngoài khoảng 3-5 bước chân, để thẳng điện thoại hoặc la kinh la bàn để lấy tọa độ. Với la kinh sẽ ít bị nhiễu và chính xác hơn trên điện thoại. Trên la kinh, ta chỉ cần xoay kim màu đỏ trùng với hướng bắc. Ví dụ, ta có 264 độ. Căn hộ tầng càng thấp thì đón khí đất càng nhiều, tầng càng cao thì ít nhận khí đất hơn. Căn hộ dùng phong thủy không ảnh hưởng nhiều bằng nhà phố. Ở ví dụ nhóm A, đây là một căn hộ vuông vắn. Cửa vào, cửa ban công, ta vẫn đứng trước cửa chính, xoay mặt ra nhà đối diện. Với nhóm B là những căn nhà thiếu góc. Đa phần theo kinh nghiệm Khải Toàn thì đa phần những căn nhà căn hộ đa phần là rất là ít nhà vuông vắn, đa phần là thiếu góc. Ví dụ 1, cửa ở đây ta vẫn lấy chiều ngang của ngôi nhà. Ví dụ 2, cửa chính ở đây. Ví dụ 3, ví dụ 4. Có được tọa độ, ta mới phân được cung theo quẻ huyền không phi tinh.